Hello, xin chào mọi người. Hôm qua mình có làm một cái clip về trồng sen đá bằng phương pháp hữu cơ đó, thì có bạn nhắn tin cho mình và một số bạn comment ở trên trong tin tin trên YouTube đó, nói là cái biện pháp hữu cơ thì nó chỉ có thể áp dụng cho những ai có vườn, nhà vườn, chứ những ai ở nhà phố đó, thì không thể nào trồng bằng phương pháp hữu cơ mà chỉ có thể hóa học thôi. Thì cái này mình xin lỗi nhưng mình không có đồng ý. Thật ra là có một cái sự nhầm lẫn ở đây là trên kênh của mình giới thiệu rất là nhiều cách ủ phân và cách chăm sóc hữu cơ, làm ủ như thế nào, cách làm nó rườm rà, nhưng đó là cách mà mình đưa ra để giúp những bạn nào mà muốn tiết kiệm chi phí á, thay vì mấy bạn đi mua thì mấy bạn tự làm ở nhà để đỡ tốn tiền, chứ không phải là những cái sản phẩm đó không được bày bán ở bên ngoài nha mấy bạn. Ở bên ngoài những cái tiệm vật tư nông nghiệp hoặc là trên Shopee, Lazada, những nơi đó đều có bán những chế phẩm sinh học hết, chứ không phải là mấy bạn phải làm mới có nha. Cái này là cái nhầm lẫn, thì chắc có lẽ là lúc trước mình nói chưa có rõ cho nên nhiều bạn hiểu lầm. Thì cái này mình xin lỗi mấy bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ ngày hôm nay cái clip này mình sẽ giới thiệu sơ về những cái chế phẩm sinh học mà bên ngoài người ta có bán, để những bạn nào không có thời gian hoặc là không có không gian để mà tự làm thì vẫn có thể đi mua được và có thể sử dụng trên cái cây sen của mấy bạn hoàn toàn an toàn ha. Thì ở cuối cái clip này mình sẽ đính kèm một số cái hình ảnh, một số cái bao bì chế phẩm sinh học cho mấy bạn xem. Thì do là mình chụp màn hình lại cho nên có những cái sản phẩm á, nó chỉ có một hai loại thôi, nhưng thật sự là chế phẩm sinh học có rất nhiều thương hiệu nha mấy bạn, cho nên mình cho mấy bạn xem thôi. Còn khi mà mấy bạn lên Google hoặc là mấy bạn đi search trên Shopee á, nó sẽ ra rất là nhiều thương hiệu, thì cái nào cũng xài được nha. Đầu tiên nói về phân hữu cơ, thì phân hữu cơ bên ngoài vẫn có bán những cái loại phân như là phân hữu cơ vi sinh nè, rồi phân dê viên nén này nọ đó, đó là những cái sản phẩm phân hữu cơ. Còn phân trùng quế cũng vậy, phân trùng quế có rất nhiều thương hiệu ở ngoài bán luôn, một bao á, nó cỡ 1 ký hình như mấy chục ngàn, mình không có nhớ lắm, tùy thương hiệu nha mấy bạn, lên coi lại mình. Và cái phân trùng quế á, bên ngoài á, nó cái phân đó nó còn tốt hơn cái phân mình tự ủ nữa mấy bạn, tại vì người ta nuôi nuôi trùng quế bằng phân bò, cái giá trị, cái hàm lượng dinh dưỡng của người ta, cái phân trùng quế của người ta còn nhiều hơn cái phân mình tự ủ nữa ha, và người ta làm có quy trình thì nó sẽ sạch hơn mình đó. Rồi nói về cái chế phẩm mà diệt sâu rầy đi ha, thì hôm trước mình có giới thiệu với mấy bạn là dùng vi khuẩn BT, tức là Bacillus thuringiensis á, thì cái BT đó bên ngoài vẫn có bán, và trong cái clip đó mình có cho mấy bạn xem cái bio á mấy bạn, cái bao gói thuốc mà bio đó, thì cái gói đó mình dùng để nhân sinh ra, tức là thay vì mấy bạn mua một gói về mấy bạn chỉ có xài được con gói, thì mình nhân sinh ra mình xài được nhiều hơn, tiết kiệm hơn. Nhưng nếu như mấy bạn không có thời gian mà không thể làm được á, thì lấy trực tiếp cái gói đó ra phun vẫn được, chứ không phải là phải phải nhân sinh ra mới xài được nha mấy bạn nha. Mình mua trực tiếp gói đó về vẫn xài được như thường. Và cái gói đó cũng chỉ là một thương hiệu thôi, ở ngoài cũng có rất nhiều thương hiệu làm về vi khuẩn BT nha. Và ngoài BT ra nó còn một loại nữa, đó là nấm ba màu. Nấm ba màu nó là tổ hợp của ba loại nấm, là nấm xanh, nấm trắng, nấm tím. Thì cái con nấm ba màu này á, khi mà mấy bạn phun ra ngoài môi trường á, thì nó xâm nhập qua biểu bì của rầy, của sâu, nó làm con rầy, con sâu bị nấm. Khoảng 4 5 ngày sau á là nó bị nấm, nó nổi mốc trên người nó lên, nó chết luôn. Đó là nấm, tác dụng của nấm ba màu. Ngoài nấm ba màu ra nó còn có những cái chế phẩm khác như là dầu neem nè. Đó, dầu neem mấy bạn xịt lên rầy, nhất là bọ chỉ á, trên hoa hồng cũng chết như thường. Thì đó là hồi trước khi mà các chất hóa học được sử dụng rộng rãi á, thì ông bà tổ tiên của mình ngày xưa á, là không có thuốc hóa học đúng không mấy bạn? Thì người ta xài cái gì? Là ông bà mình hồi xưa là xài những cái cây có vị độc, chiết xuất những cái vị độc của cái cây đó để mà phun lên. Điển hình như cái cây gì? Đó là cái cây thuốc lào á mấy bạn, thuốc lào, thuốc lá đó, nó chứa nicotine á, là cái cây đó nó có vị độc.
là hồi xưa ông bà mình lấy cái lá lá thuốc lào á, ngâm lấy cái nước đó đi phun lên trên rẫy á ha. Chứ nếu như không có thuốc hóa học thì ngày xưa tổ tiên ông bà mình lấy gì xài, đúng không? Hồi xưa có cách hết, người ta làm bằng hữu cơ không à. Và cái hôm bữa nào mà mấy bạn có thuốc lào mấy bạn thử ngâm, mấy bạn phun thử ha, cái này mình bài đó nha. Còn nói về chất bám dính thì hôm bữa mình làm về thuốc trừ sâu bằng BT á, mình có nói về cái chất bám dính sinh học để mà gia tăng cái công hiệu của thuốc trừ sâu á. Thì chất bám dính bên ngoài vẫn có bán luôn ha, có bán sẵn luôn nguyên cái chai đó luôn, là về bỏ vô kết hợp xài chung thôi ha, không cần phải làm luôn. Còn nói về trị tiếng trùng á, thì hiện nay theo mình biết là có hai cách sinh học có khả năng trị được tiếng trùng. Thứ nhất là bằng chi châu đạc ma, mấy chi châu đạc ma là mấy bạn biết rồi ha. Nhưng chi châu đạc ma theo mình á, là cách sử dụng hiệu quả nhất đó là mấy bạn trồng vào đất. Tại vì bản chất con chi châu mấy bạn là nó không có ưa cái chỗ nhiệt độ cao và lượng ánh sáng ánh nắng mạnh quá là nó sẽ chết hoặc là nó rơi vào tình trạng bất hoạt. Thì nếu mà mấy bạn sử dụng chi châu đạc ma cái dạng mà phun trên lá đó, mấy bạn phun lên xong rồi đến sáng đến trưa ngày hôm sau khi mà nắng lên nhiệt độ cao là cái con chi châu nó sẽ rơi vào tình trạng bất hoạt liền. Cho nên là tốt nhất là mấy bạn nên trộn vào đất, tại vì đất nó sẽ có độ ẩm và con chi châu nó sẽ sống được. Và ngoài con chi châu ra nó còn có những cái sản phẩm gì? Cái loại thứ hai đó là cái nấm săn săn tiếng trùng. Cái này chắc mấy bạn nghe lạ. Nấm săn tiếng trùng nó gồm nó có một cái loại nấm nó tên là mình nói thì không biết có chính xác hay không. Nó là Arabochi gì Oligospora đó mấy bạn. Hả? Cái tên vậy mình không biết đọc có chính xác hay không nha. Mấy bạn thông cảm. Là cái con nấm đó đó mấy bạn. Cái cấu tạo của nó gồm nhiều cái vòng tròn giống như cái thòng lọng vậy mấy bạn. Ha. Cái con tiếng trùng nó đi ngang qua cái vòng đó, cái bắt đầu nó xiết lại. Ha, nó xiết lại cái nó ăn thịt cái con tiếng trùng đó luôn. Và cái nấm săn mồi đó ở bên ngoài có bán luôn. Tí xíu nữa mấy bạn xem hình ảnh là mấy bạn sẽ thấy ha. Còn nói về cái chế phẩm vi sinh AMO4. Hiện tại AMO4 là chưa có được gọi là thương mại hóa, mà là cái này là công thức thầy công chia sẻ công khai là để cho mọi người làm luôn chứ không có thương mại hóa. Nhưng nếu như mấy bạn không thể làm AMO được, mấy bạn vẫn có thể đi mua một cái chế phẩm vi sinh tương tự. Đó là chế phẩm EM nha, vi sinh EM. Thì vi sinh EM thì một chai nó rất là nhiều. Nó hơi mắc, tuy nhiên cái lượng sử dụng rất là ít. Mấy bạn xem là trên bao bì thường thường mình nhớ là mình xịt có khoảng 10 ml trên 1 lít nước mình sinh mình phun trong khoảng 1 2 tuần gì á mới phun lại 1 lần. Đó là cái đó có bài bán luôn. Nếu như ở tiệm vật tư nông nghiệp gần nhà mấy bạn không có, mấy bạn lên trên Shopee có hết. Có hết luôn mình đảm bảo. Còn không nữa, không có nữa thì mấy bạn dùng cái phân vi sinh á, phân bón vi sinh nó cũng có vi sinh trong chổng luôn. Ha. Rất là dễ, họ đơn giản, không có nói chung là phân hóa học, phân thuốc hóa học có cái gì diệt được cái gì là phân hữu cơ có hết. Các loại phương pháp hữu cơ, các canh cái cách chăm hữu cơ là đều có những cái tương tự hết. Không phải không có đâu mấy bạn. Chỉ là chẳng qua mình chỉ để cho mấy bạn mình hướng dẫn á, để mấy bạn nhân sinh ra mấy bạn tiết kiệm thôi chứ ở ngoài có hết, không có thiếu gì hết. Và mình nói sơ về cái nhược điểm nha, nhược điểm của hữu cơ luôn. Nói về ưu điểm thì mấy bạn biết rồi, cái đầu tiên phải nói đến đó là về an toàn sức khỏe con người và động vật và không có gây hại đến một số cái loài thiên địch ha. Còn thuốc hóa học thì phun lên là con nào cũng chết hết, con nào cũng đi hết. Nhưng mà phân cái cách hữu cơ là nó sẽ không có gây hại cho cái nhóm thiên địch ha và những cái loài có lợi. Đó là cái ưu điểm đầu tiên của cái phương pháp hữu cơ. Nhưng phương pháp hữu cơ nó có một cái nhược điểm, đó là cái thời gian để nó phát huy tác dụng á, nó sẽ chậm hơn so với thuốc hóa học. Tại vì thuốc hóa học nó độc mà mấy bạn, nó phun vô cái nó đi liền rất là nhanh, nhưng mà hữu cơ là nó phải từ từ. Và nếu như những bạn nào đang sử dụng hóa học một thời gian dài và mấy bạn bắt đầu chuyển qua hữu cơ á, thì mấy bạn sẽ có cảm giác là nó sẽ không có hiệu quả. Tại sao? Tại vì trong một thời gian dài mấy bạn sử dụng hóa học á,
là các loại có lợi, những loại nấm khuẩn hồi nãy mình kể tên đó, những cái loại như BT nấm ba màu, ha, là cái con nấm săn tiếng trùng, à, chi châu đặc ma, những loại đó có sẵn trong tự nhiên, nó không phải là nhân tạo nha mấy bạn, nó là những con có sẵn trong tự nhiên, nhưng do khoảng một thời gian dài mấy bạn sử dụng hóa học, những con này gần như tuyệt chủng, nó chết rồi, nó chết hết rồi, nó không còn nữa. Thì khi mà mấy bạn bắt đầu sử dụng lại hữu cơ á, thì cái hàm lượng, cái lực lượng của bên có lợi á, nó còn quá ít so với những cái con có hại, cho nên mấy bạn sẽ thấy là nó không có tác dụng gì hết. Phải một thời gian sau, khi mà mấy bạn sử dụng liên tục một thời gian sau, thì cái lượng vi khuẩn, vi sinh vật có lợi nó bắt đầu cân bằng lại so với những cái loại có hại á, nó chuyển về trạng thái cân bằng y như ngoài tự nhiên luôn á, thì lúc này mấy bạn mới thấy là nó có công dụng thật sự. Cho nên nếu như mấy bạn nào muốn chuyển sang hướng hữu cơ á, thì ngay cái khoảng thời gian ban đầu á, là mấy bạn sẽ rất là cực, tại vì nó bị đủ thứ hết á, nó sẽ tự nhiên thấy nó nấm nhiều hơn hay gì đó, cái đó là do một thời gian mất cân bằng rồi, cho nên bây giờ phải chờ một thời gian nữa để nó đạt được cái sự cân bằng đó. Vậy thì nếu như bạn nào bây giờ muốn chuyển qua hữu cơ thì làm cách nào? Thì mình khuyên á, là hãy làm theo từ từ. Bước đầu tiên á, mấy bạn cần làm đó là giảm lượng thuốc mấy bạn đang xài. Thí dụ như mấy bạn xịt thuốc hàng tuần, thì bây giờ cách xa ra 2 tuần mấy bạn xịt đi ha. Giảm cái liều thuốc, cái lượng thuốc và cái thời gian tái sử dụng của mấy bạn cách xa ra. Cái liều lượng của thuốc mấy bạn giảm lại. Mấy bạn giảm từ từ, đến lúc nào đó mấy bạn bắt đầu chuyển từ từ qua hữu cơ là nó sẽ an toàn hơn là mấy bạn chuyển một cái đùng qua ha. Chuyển một cái đùng qua là mấy bạn sẽ thấy nó không có tác dụng gì hết á. Vậy ha. Và phương pháp hữu cơ thời gian đầu á, thì mình nói rồi, khi mà nó mất cân bằng thì mấy bạn sẽ phun cái lượng nhiều. Nhưng sau đó một thời gian sau đạt được trạng thái cân bằng rồi, lúc này mấy bạn sẽ không cần phun nhiều nữa, tại vì những cái con nó đã tồn tại trong tự nhiên, trong cái vườn của mấy bạn rồi. Nó sẽ sinh nở nha, nó sẽ sinh đẻ ra, nó nhân sinh ra từ từ ra quá trời ra đất luôn, cho nên mấy bạn sẽ không cần phun nhiều như lúc ban đầu nữa. Vậy thì hôm nay mình chỉ nói sơ như vậy, à, cho mọi người hiểu rõ hơn cái quá trình mà nó chuyển qua hữu cơ nó như thế nào. Và bản thân mình là một người đã xài thuốc mấy năm rồi, bây giờ mới chuyển hoàn toàn qua được hữu cơ ha. Và mình đưa ra những cái vấn đề này để cho mấy bạn thấy là có những cái cách chăm hoàn toàn vô hại với động vật, với con người mình, hoàn toàn an toàn với sức khỏe của mình ha. Có và rất nhiều. Đây là những cái cách mình biết thôi, ngoài kia có nhiều người biết còn nhiều hơn nữa ha. Và thậm chí là sau một thời gian sau, biết đâu những bạn đang xem clip này của mình, mấy bạn phát hiện ra một cái cách nào khác nữa, có khả năng nữa. Cho nên cái này là một cái để mình tìm tòi, mình học hỏi nhau. Và mình đưa ra những cái vấn đề này cho mấy bạn góp ý, và những bạn nào có cái cách chăm khác mấy bạn bổ sung vô, để từ từ mình phát triển cái đó lên ha. Chứ thật sự bản thân mình là một nhà vườn, mình có bán cây đúng không mấy bạn, mình không có xài thuốc nhưng mình vẫn có bán thuốc, mà mình dẫn lên trên YouTube mình nói rõ ràng về cái tác hại của cái chất hóa học, và mình vẫn khuyên mấy bạn đi theo bên phương pháp hữu cơ. Một thời gian sau, nếu như mình có khả năng, mình sẽ chuyển từ bán thuốc hóa học sang thuốc hữu cơ luôn, các loại phân thuốc hữu cơ, các sản phẩm, các chế phẩm hữu cơ luôn cho mấy bạn luôn. Đó, mình sẽ từ từ chuyển qua như vậy. Và mấy bạn á, thì những bạn nào thật sự muốn đi theo con đường này á, mấy bạn phải nhận biết được những cái khó khăn lúc ban đầu nó sẽ như thế nào, và làm cái này phải có kiên trì nó mới làm được, chứ không phải đụng cái là mấy bạn làm được đâu. Vậy ha. Còn nếu bạn nào vẫn còn nghi ngờ cái phương pháp này, mấy bạn thử thôi, thử một cây, hai cây, thử tách nó riêng một góc nào đó, thử nghiệm thử đi rồi mình mới có được cái kết luận riêng. Chứ đừng vội tin ai hết á, đừng vội tin mình gì hết á. Cứ thử đi biết à. Ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đính kèm một số cái sản phẩm sinh học mà mình biết lên trên màn hình á, cho mấy bạn theo dõi, mấy bạn xem ha. Và nếu như cái clip này có cái gì đó thiếu sót á, mấy bạn góp ý lại cho mình nha, để mình coi có cái gì để mình bổ sung thêm ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha. Bây giờ mình sẽ chiếu cái kia nha. Bye bye mọi người nha.